Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ ba ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ giá xoài đi ngang nhà quý bà con. Giá hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo, giá mua tại vườn nhà quý bà con. Giá có thể biến động tùy địa phương nhà quý bà con, giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát Hòa Lộc mua xô 330g trở lên 27.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu xanh mua xô 7.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Xoài cát chu vàng mua xô 14.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 1 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan xanh loại 2 3.000 đến 4.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 1 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan vàng loại 2 6.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan đỏ loại 1 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Xoài Đài Loan đỏ loại 2 6.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Xoài cốc xô 3.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Xoài ba màu loại 1 6.000 đồng mỗi kg. Xoài ba màu loại 2 3.000 đồng mỗi kg. Xoài keo ngu xô 3.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Xoài tượng da xanh 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây.